Alo, alo. Vâng, chúng ta cũng đến với trận thi đấu thứ hai ở trong series đấu đầu tiên. Và đây là màn hình máy game thủ Gunny cầm Seng, Việt VM cũng là người cầm Seng, Núi KK là người cầm Maxe. Đây là Việt VM cầm Seng. Bài này thì nhiều khả năng Việt VM sẽ đánh cái bài cung lìu tìu để cho game thủ Núi dâng dâng lờ ra ngoài. Gunny thì tôi nghĩ rằng anh cũng có thể đánh được cung nếu anh thích, bởi vì nhà anh khá nhiều rừng nhưng nó không khép góc. Bài nhà không khép góc như này thì liệu rằng Gunny có liều mình đánh cung hay không. Nhưng nếu có hốc thì vẫn cứ đánh cung là chuyện bình thường. 12 trên 16 và tham lai của game thủ Gunny. Đây là màn hình máy của game thủ Hồng Anh. Gunny đánh cung thì Hồng Anh đánh chém. Còn Gunny đánh chém thì Hồng Anh cung. Liệu rằng Hồng Anh không, không được rồi. Rất may, sư tử không đuổi theo, đúng là thao tác tay đến từ game thủ Hồng Anh. Em quá nhanh. Vâng, Hồng Anh vẫn đang có những thao tác tay quá nhanh. Vâng, có một đôi voi ở rất xa nhưng Hồng Anh vẫn không dám cầu nó về. Đấy là điều dễ hiểu thôi. Đây là một bãi quả phụ. Đừng bảo. Ô, tuyệt vời. Tôi lại tưởng một nửa đó ở bên này vực, một nửa bên tây vực, còn một nửa đó ở bên đông vực thì đúng là buồn cười. Nhưng rất may đấy là một bãi quả đẹp dành cho game thủ của anh. Bây giờ anh đã có đôi voi gần đấy rồi. Và anh sẽ câu nó về với nhà chính nhà của mình. 18 trên 20. Vâng, Hồng Anh sẽ đánh với một bài bao nhiêu dân? Tôi nghĩ bài này là một bài 25 dân. Thao tác tay rất nhanh, rất chuẩn. Chúng ta có thể thấy bắt đầu cắt dân lên ăn bãi cỏ phụ. Thằng nông dân này sẽ được câu voi. Thằng nông dân CE xong sẽ được câu voi. Và anh sẽ câu về đâu? Vâng, hiêu đầu. Hiêu đầu như này thì có thấy cũng chả lùa được về. Khi mà đây là một con vực cao, cũng như là lùa nó về nó sẽ gặp bãi quả và nó sẽ tan tác hết cả ra. Điều tôi cần là đôi voi này thấy được sớm hơn thì đấy là điều tuyệt vời nhất. Nhưng đôi voi này thấy hơi muộn. Chính vì thế bây giờ Hồng Anh mới có thể câu nó về với nhà chính nhà mình. Hồng Anh vẫn đang sử dụng phím S quá tuyệt vời. Chúng ta có thể thấy. Rất tiếc. Nông dân em ô tô đi quá nhanh. Và Hồng Anh lại phải cho nông dân ngược lại câu con voi này. Việt M có khung nhà đánh được cung hay không? Gunny đánh với bao nhiêu dân? 24 dân. Và đánh cung hay cái gì? Vẫn đang có bài 24 dân. Nhiều khả năng sẽ là 26 dân và đánh cung. Cung đầu cánh bài này đánh được. Không có gì là khó cả. 26 dân ngừng xin dân và kích đòi. Đây là màn hình máy ở game thủ Maxe. 25 dân kéo 2 dân đi dâng L chưa? Bắt đầu cắt 2 dân đi dâng L. Và Việt M cũng là người đánh cung nốt. Nhưng Việt M là người đánh cung lìu tìu thôi. À không, có một cánh rừng thông trên này. Như vậy là Việt M vẫn đánh được cung bình thường. Không phải là cung lìu tìu mà là cung bình thường. BB bò khá rộng. Và mặt đằng kia sẽ là mặt BA. Rất tuyệt vời dành cho Việt M. Vâng, bên phía đội bạn theo thông tin khán giả báo về thì có Kata Seng, Kata Seng, Minwan và Choi Son. Như vậy là còn nhà Minwan, đừng bảo tôi nhà Minwan đó là nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi. Cũng không hề đơn giản đâu. Và Hồng Anh anh cần phải là người dâng lờ và chém gắt vào nhà Minwan. Không thể để cho Minwan lên cung A. Minwan không lên cung A thôi. Minwan mà lên cung A thì mình rất khó đánh. Nhưng Minwan không lên cung A được thì cửa thắng thì các bên dành cho các cái thủ phía team Thái Bình là rất cao. 2L đang được dâng. Rất tuyệt vời dành cho game thủ Hồng Anh. Đây là một bài ép đời 25 dân và nhiều khả năng vẫn là đầm cuối 10 chứ không thể đầu 10 được. Vâng, BL BM được thiết kế một cách rất nhanh chóng và gấp rút cắt dân về ăn vàng. Một chiếc BS. Vâng, như vậy là 11 tròn. Game thủ Hồng Anh đã kích đời thành công. Xin ngựa giò, chuẩn bị nâng công. Còn nguyên một con voi nữa, Hồng Anh có ăn hay không? Tôi nghĩ là phải ăn thôi. Đấy là một con voi để có thể khiến cho con ngựa giò đầy đủ công giáp. Và những tơn chém đầu tiên ra được đều hơn. L2, rất chuẩn bài. Đầu cánh là nhà của ai? Minwan đi. Minwan đi. Liệu rằng có phải Minwan không? Đây là màu 5. Không phải.
Catarian. Vừa rồi thì nông dân Câu Voi đã chết một dân, nhưng thời điểm này không còn quan trọng trong việc chết dân nữa. Hồng Anh, Hồng Anh anh vẫn đang có những tờn điều dò quá tuyệt vời, rất hay. Bây giờ thì ngựa dò của game thủ Hồng Anh đuổi theo ngựa dò của game thủ Chuồn Chuồn. À không, đây là của game thủ Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi là người cầm Catarian. Vâng, cung tê. Thôi kệ nó đi, khi mà game thủ Hưng Nhổ nó có cung tê rồi thì thôi. Hồng Anh sẽ là người cần chọc dò sớm vào nhà của game thủ và vào nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi để khiến cho Hoàng Mai Nhi chết tầm 5-6 dân đã, xong bắt đầu vào luôn trong cánh, không nói nhiều. Bây giờ thì Việt BM còn sống hay không? Vẫn còn sống với cái tham 30 thì 44. Vâng, 4A được răng ra ngang với mặt nhà mình. Mark C dâng L cánh bên này Mỹ Đình. Mỹ Đình là người cầm cho son. Min Oan trong cánh. Mỹ Đình chưa bo bế. Bãi vàng của cái thủ Mỹ Đình chưa bo bế. Nhiều khả năng Mỹ Đình sẽ fit vàng và xong bãi vàng. Xong bãi vàng này thì vào luôn trong cánh thôi. Không phải nói gì nhiều nữa. Vâng, núi vẫn đang thi đấu khá tốt. Ngựa dò cái thủ Mỹ Đình chưa có giáp. Y thủ luôn. Núi đang đánh khá phiêu nhưng bãi gỗ vẫn còn hở một lỗ. Vâng, bãi gỗ vẫn còn hở một lỗ. Đừng để cho con chém của game thủ màu... Đừng để cho con chém của game thủ màu 8 có thể chạy vào đấy. Thì lại rất ban căng. Việt M đang bơm gỗ cho núi. Để cho núi có thể... để cho núi có thể bo bế nhà cửa nhà mình. Vẫn đang còn thiếu. Liệu có đủ gỗ không? Hai cái be chỗ này có đều đủ gỗ không? Đủ rồi, cho một y chạy ra. Đây là màn hình máy ở game thủ Việt VM. Một mình Việt VM quản cho son thôi. Còn núi chạy thẳng vào trong cánh đi núi ơi. Và đây là màn hình máy game thủ Gunny 45/68. Tại sao lại giật cung về để đỡ nhà cho Hồng Anh? Tại sao lại phải như vậy? Vâng, anh vẫn đang đuổi lạc đà. Không tin nổi. Vâng, Hồng Anh không phải một bài quá chắc nhà. Nhưng Hồng... Thôi, để cái này cho game thủ Gunny. Còn chém của mình, kích này mà chạy vào nhà Min Oan. Thời điểm phút thứ 17 thì thực sự Min Oan không có cửa đỡ. Nhưng dường như là anh đang muốn hấp diêm Hoàng Mai Nhi. Một game thủ cầm Catarian. Và bây giờ Hoàng Mai Nhi đang có xu hướng chắc nhà. Đây là thời điểm mà chỉ cần một kích cung R của game thủ Hưng Nhổn thôi cũng đã đủ khiến cho game thủ Hoàng Mai Nhi chết một cách ngập xác. Vâng, Hoàng Mai Nhi bỏ nhà luôn để có thể câu giờ. Để có thể câu giờ cho Min Oan trong cánh lên cung Nga. Vâng, Hoàng Mai Nhi chạy dân quá khôn. Đây chỉ một cái hốc quá vớ vẩn của game thủ Hoàng Mai Nhi thôi. Không có ruộng bên trong. Hoàng Mai Nhi điên hoàng toàn tập. Như vậy là Hồng Anh em đã bị ăn quả lừa trong turn này rồi. Em cần phải vào luôn trong cánh. Vào luôn đi. Vâng, không còn thời gian để cho em có thể đứng đây và chém nổ những cái nhà này đâu. Sao vẫn đứng chém? Hồng Anh đang vắt chém rất đều, rất vũ. Nhưng bây giờ thì bãi gỗ của game thủ Hồng Anh đang bị Chuồn Chuồn, đang bị game thủ Mỹ Đình công vào. Hồng Anh quản lý mao con thật sự là quá tốt. Bây giờ thì đứng chém nổ hết tất cả các nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi. Bây giờ màu 7 đã lên cung Nga xong. Làm gì? Nhiều khả năng Hồng Anh lại được đôn lên 4. Tôi nghĩ là như vậy. Khi mà đây không còn là một cái không còn là một cái bài có thể ốp chết được Min Oan nữa thì Hồng Anh lại phải một bài lên 4. 25/76 là tham lai của núi Cà Ca. Việt M cũng là 71/92. Gunny đang cũng là 72/108. Như vậy thì hai nhà Seng sẽ cùng đẩy quân vào nhà Min Oan, phối hợp với lại game thủ Hồng Anh để có thể ốp nhà trong turn này. Liệu rằng ô turn ốp nhà có thành công hay không? Hồng Anh em vẫn đang thể hiện được sự phũ phàng của mình khi mà em đã chơi nổ hết hai nhà BL đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Và hai nhà BL đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi và cộng với đấy là những chiếc be. Ở đây là màn hình máy của núi. Việt M, Việt M cũng đang có quân gần với nhà của game thủ màu 7 rồi. Vâng, màu 6 sen.
Màu 6 Seng vẫn đang có kích cung R mang sang có thể bảo kê nhà màu 7. Nhưng liệu rằng có thể đỡ được hay không? Gunny công một đường và Việt M sẽ phối hợp cùng với Hồng Anh một đường. Canh vẫn đang thi đấu nhưng dường như là cung A Minh Oan đang rất đông. Vì Việt lớp đang thể hiện được sự nguy hiểm của mình. Việt lớp đã 48 dân rồi, không đùa đâu. Minh Oan bây giờ có thể sóc châu cung và có thể đẩy. Nếu như Hồng Anh không được bơm đồ lên bốn sớm thì đây sẽ là một điều kiện rất khó để cho các cầu thủ Việt Nam Bình có thể giành chiến thắng. Việt M cũng đã chủ động đào vàng nhưng Hồng Anh em cũng cần phải giữ dân. Hồng anh có giữ được cái dân hay không? Màn hình máy ở game thủ Hồng Anh. Hồng anh có giữ dân không? 22-40. Hồng anh vẫn đang đòi công ở nhà của game thủ màu 7. Tôi nghĩ đây là không phải là tấn công hợp lý. Mà bây giờ thì Hồng Anh mới là người cần phải đi quản ở nhà màu 8 cũng như là nhà màu 5. Bởi vì nhà màu 7 bây giờ thì rất khó có thể công vào rồi. Công vào nhà Minh Oan để có thể ăn dân rất khó. Vâng, kể cả có lọt vào được bên trong cũng rất đông cung Nga. Thề là như thế. Vâng, vẻ e bên trong nhưng dường như lại xịt. Cung Nga đang đẩy đi đâu? Cung Nga phải đẩy đi cơ. Thôi xong, cẩn thận mất kích chém. Rất ban căng. Vên lớp đang vẻ e nhưng rất may là có một cái khe để cho Hồng Anh có thể chạy. Bây giờ thì Hồng Anh cần phải hồi dân. Đúng rồi, hồi dân và chuẩn bị nhảy 4. Nhưng tôi nghĩ là Việt M sẽ là người nhảy 4 trước Hồng Anh. Bởi vì Việt M đang có một bài lực rất khỏe và vàng đã đào được rất nhiều rồi. Còn Gunny thì sao? Gunny cũng đã đào vàng chưa? Đây là màn hình máy game thủ Gunny cũng đang 200, cũng đang được hơn 100 vàng. Nâng cấp đầu máu rồi, bản đồ chưa được nâng. Bây giờ thì Gunny sẽ đẩy hai cái cung đi cùng với Việt BM. Và đây là màn hình máy của Mark C. Đây là màn hình máy game thủ Việt BM. 125-132. Một tham lai rất to đến từ Việt. Nhưng bây giờ thì Y Mark C đang được đứng đảo để cho Việt BM có thể đẩy. Thế rồi, game thủ Gunny cũng đang đẩy quân lên. Như vậy là game thủ Việt M đã để cho game thủ màu 7 chiếm được dốc. Hơi đen cho Việt. Còn đây là màn hình máy game thủ Gunny. Vâng, Vên Lớp vẫn đang đứng cùng Nga một cách rất tinh tế và khôn ngoan. Vâng, bắt kích chè, bắt kích cùng Nga để trước. Còn sau đấy là Việt M vào đằng nào. Không vào đằng kia thì đang có rất nhiều những con cung R đấy từ chuồn chuồn. Vâng, cần phải xem chuồn chuồn đã đào vàng hay chưa. Chuồn chuồn mà đào vàng rồi thì chuồn chuồn nhiều khả năng sẽ còn nhảy 4 sớm hơn cả Việt M rất nhiều. Đây là màn hình máy game thủ Gunny. Không như vậy, Hồng Anh em đang lọt vào một tên. Quá hay dành cho game thủ Hồng Anh. Vâng, cực kỳ cơ hội trong tên này. Nhưng liệu rằng em có thể ăn được dân hay không? Ăn được dân hay không khi Vên Lớp đang phải e rất phũ, rất nhanh. Như vậy là không được gì rồi. Nhưng dù sao, đây cũng là một tên lọt vào quá hay đến từ game thủ Hồng Anh. Khi số lượng cung Nga đang rất đông. Nhưng Hồng Anh em vẫn đang lọt được vào và khiến cho game thủ màu 7 phải mất tay. Rất tuyệt vời. Chính vì thế mà game thủ Gunny anh mới có điều kiện đứng sau những dãy hàng VN này để có thể bắn vào. Bây giờ thì Hồng Anh chỉ có sóc dân và hồi. Xong sau đấy là lên 4 thẳng. Minh Oan đang rất khó cưỡng với hai nhà cung R. Việt BM một bên, còn Gunny một bên. Việt BM đã bắt đầu đóng ca. Đây là màn hình máy game thủ Gunny. Vẫn chưa kích được 4. Khi mà số lượng vàng là chưa đủ. Không, cung R màu 6 vẫn đang còn rất đông. Chúng ta có thể thấy. Nhưng nhà màu 7 đang bé tham đi. À không, như vậy Gunny đã kích rồi thì phải. Thế thì xóa BL đi anh. Đúng rồi, quá hay. Bây giờ thì Gunny anh cần phải thủ được tên ốp nhà này của game thủ màu 6. Màn hình máy Việt BM. Việt BM đang công ở nhà màu 6 khi nhận thấy rằng màu 6 đang công vào nhà game thủ Gunny. Vâng, nhà màu 6 liệu rằng anh có công ở nhà Gunny trong tên này hay không? Nhưng không thấy cung R đuổi theo. Như vậy là không công. Thế thì Gunny sẽ là người lên 4 và đánh đạp đôi một cách rất thoải mái. Đây là màn hình máy của game thủ Việt BM. Việt BM cũng đang rất nhiều gỗ và Việt BM cũng đã kích 4 rồi thì phải. Đây là màn hình máy game thủ Gunny. 145-192. Nâng công, nâng giáp, nâng đủ các kiểu. Vâng, Seng vẫn đi ăn gỗ ở ngoài nhà mình rất nhiều. Chúng ta có thể thấy. Không, bỏ gỗ nhà màu 8. Gunny đang đứng quân một cách rất khôn ngoan và tinh tế. Chúng ta có thể thấy. Vâng, màu 8. Màu 8 vẫn đang có một khu vực làm ăn góc 6 giờ. Quá yên ấm. Không tin nổi.
Gunny bây giờ thì anh vẫn đang đấu quân một cách song phẳng trước một cung A cũng như một cung R. Bây giờ thì đạp đôi chuẩn bị được sinh ra. Gunny đang có bài lực rất khỏe, đóng thêm những chiếc nhà BL nữa. Chuẩn bài là phải như vậy. Việt M đang có một tơn vào nhà màu 6. Vâng, màu 6, màu 7 đang ôm với nhau. Màu 6 đang công tất tay lên nhà game thủ Gunny. Chính thế đây là thời điểm mà Việt M anh đang đẩy vào. Việt M đang có những thao tác tay quá to. Anh lên 4 xong lại bơm GA mô tô. Như vậy là hơi lầm rồi. Tôi cứ tưởng là một nhà xe lên 4 xong bắt đầu là Yamoto cũng sẽ được lên 4 theo. Nhưng hóa ra lại không phải như vậy. Vâng, Yamoto kích 4 chưa? Kích, chưa kích. Bây giờ mới đóng BC và BP, Gunny thủ được nhà hay không? Tôi nghĩ rằng vẫn thủ được khi mà đạp đôi lên xong. Nhưng cần phải giật những tên đạp đôi lại. À không, có cung R bên trên dốc. Vâng, cũng khá đông. Cũng còn khá đông, không đùa đâu. Còn đông là không được đùa. Vâng, cung R giật lại. Không đấu làm cái gì cả. Cung Nga là một loại quân đời 3 khắc chế đạp đôi đời 4 rất tốt. Bây giờ thì đạp đôi liệu có thể thủ được nhà của mình khi mà đạp đôi vẫn chưa thể tụ được vào. Chúng ta có thể thấy cung Nga Minwan đang khiến cho nhà của game thủ Hưng Nhổn luôn luôn trong tình trạng báo động. Màu 2, à đây là màu 4 Việt M, màu 2 đã bắt đầu đóng A. Max C bây giờ cần vào nhà của Seng để cho Seng mất tay. Có vào không? Nhưng dường như tôi nghĩ rằng Seng bây giờ đã nhảy 4 rồi. Màn hình máy ở game thủ Gunny thôi. Gunny vẫn chưa thể thủ được nhà một cái bài như này. Và Gunny đang có một tơn luôn ở đằng sau để có thể bắt được những kích cung A cũng như những kích cung R. Đạp đôi vẫn đang được sản một cách rất đều. Lực của Gunny vẫn đang rất khỏe và nhớ ruộng hay không? Gunny có lẽ anh cần phải nhớ ruộng trong những pha như này. Màu 5 đã phát hiện ra. Màu 5 là người cầm Katarian. Bây giờ thì Hoàng Văn Nhi sẽ thông báo đồng đội của mình là có đạp đôi vòng đằng sau. Chính vì thế viên lớp đã biết. Bây giờ thì đạp đôi liệu có thể thủ được nữa hay không? Khi mà chết hết kích này thì thực sự là cũng sẽ là rất khó dành cho game thủ Gunny nếu mà anh bị móc máy ở ruộng. Cần phải thủ được. Vâng, 9 cộng 7, 2 cộng 4, timeline mình đang đè xuống. Rất hay. 123 trên 200. Chém màu 5 bắt đầu vào ăn hôi. Tôi đảm bảo như vậy. Vâng, tôi biết là như thế. Vâng, chém màu 5 đang được vào ăn hôi. Gunny cũng biết như vậy mà. Vâng, thủ một cách khá tươi. Chúng ta có thể thấy Hưng Nhổn bây giờ thì anh thủ nhà dẻo hơn xưa quá nhiều rồi. Trong nhà có cái gì nhấp nháy không khi mà hai con chém màu 5 và một con ngựa giò vừa nãy đang chạy vào. Đây là Việt M. Vâng, Việt M anh đang đánh như đánh với computer vậy. Lên 4 xong bơm đồ cho Hồng Anh. Để cho Hồng Anh có thể sóc hót, sóc viếc đủ các kiểu để cho Hồng Anh tập đánh đời 4. Hồng Anh đã lên 4 xong. Bây giờ thì Hồng Anh sẽ cần phải đi ăn vàng. Hồng Anh cần phải đi ăn vàng. Anh cần tập trung ăn vàng. Bởi vì vàng trên bản đồ này bây giờ chỉ không có ai ăn ngoài anh. Vâng, bắt đầu lập trình trong đầu là đi ăn vàng và đi quản vàng. Nhưng viên lớp đã không cho game thủ Hồng Anh làm được điều đấy. Có lẽ là phải đợi đến trận sau để Hồng Anh có thể tập duyệt cái phong cách đánh đời 4, đẩy hot và đi ăn vàng lấn bản đồ. Vâng, đây là một trận thi đấu mà Hồng Anh cũng đã thi đấu khá tốt. Nhưng mà những tên chém đầu tiên, Hồng Anh đã không tỉnh đòn trong những tên đánh chém ở trong giây phút đầu tiên. Đáng nhẽ ra khi một số lượng chém như vậy thì game thủ Hồng Anh cần phải chạy thẳng vào trong cánh luôn. Khi mà nhà màu 7 lên đời rất muộn. Và cái việc mà nhà màu 7 không quá khỏe trong những tên đầu tiên, đấy là một điều dễ hiểu. Và thi đấu với chém Miyamoto không phải là điều đơn giản dành cho Minwan. Và có lẽ Hồng Anh sẽ rút được kinh nghiệm sau trận thi đấu này. Vâng, tôi cần một Tom Cruise ngồi sau G Hồng Anh để Hồng Anh có thể trưởng thành nhanh hơn, vượt bậc hơn. Và có lẽ sau ngày hôm nay, và có lẽ chỉ tầm sau một tuần nữa thôi, Hồng Anh có thể thi đấu song phẳng với Tom hay là Gunny, hay là Vên Lớp, hay là Hoàng Mai Nhi ở trong những kèo thi đấu 4-4.